Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Nguyễn Hiếu và Yến Ngọc sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý khán giả những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Nhiều ngôi nhà ở Quảng Trị bị tốc mái đổ sập. Mưa lớn gây ảnh hưởng đến sản xuất tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ấm lòng, khách sạn, nhà hàng ở Đà Nẵng mở cửa đón người dân và du khách tránh bão. Camera 24 giờ nguy hiểm với hành vi cướp dây chuyền. Một đối tượng bị phạt 7,5 triệu đồng vì rao bán dự án không có thật. Vẫn còn tình trạng suyệt điện đánh bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở thành phố Hồ Chí Minh. Sản lượng quýt hồng Tết ở Đồng Tháp có thể đạt 8.000 tấn. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, các hãng hàng không đã thông báo hủy và điều chỉnh hàng loạt chuyến bay sau khi một số sân bay ở miền Trung thông báo phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão số 4. Cụ thể, hãng hàng không Việt Nam Airlines thông báo cho đến chiều nay, các chuyến bay của hãng đến và đi từ các sân bay như Chu Lai, Pleiku, Quế, Đà Nẵng sẽ tạm dừng khai thác. Các chuyến bay đến và đi từ các sân bay Tuy Hòa, Vinh, Đồng Hới, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt có thể phải điều chỉnh kế hoạch bay. Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi. Bên cạnh đó, các sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, Phú Cát và Pleiku sẽ phải tạm đóng cửa, ngừng nhận máy bay trong hôm nay do chịu tác động của bão. Các hãng hàng không đề nghị trong thời gian này, hành khách cần phải theo dõi thông tin trên điện thoại, email, kiểm tra số hiệu chuyến bay, giờ cất cánh, hạ cánh sẽ được hãng cập nhật nếu chuyến bay bị hoãn, bị hủy do bão. Và trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, ở sân bay hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam đã có công điện yêu cầu ứng trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Còn tại Quảng Trị, một trận lốc xoáy đã quét qua vào khoảng 15 giờ chiều qua, khiến nhiều nhà dân ở huyện Gio Linh bị tốc mái, đổ sập, nhiều cây xanh cũng bị gãy đổ. Ghi nhận tại khu phố 3 thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, nhiều cây xanh bị gãy đổ ngổn ngang, nhà cửa và quán xá bị tốc mái do ảnh hưởng của cơn lốc. Phần mái ở chợ thị trấn Cửa Việt bị tốc biến dạng, các ngôi nhà ở cạnh đó cũng trong tình trạng tương tự. Theo đại diện lãnh đạo huyện Gio Linh, thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy đã khiến khoảng 300 căn nhà bị tốc mái, 2 căn bị sập hoàn toàn, 3 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân và thống kê thiệt hại. Còn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những trận mưa lớn kéo dài đang gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất. Nhiều vườn rau màu bị ngập úng, ngã đổ, tôm nuôi có nguy cơ bị sốc nước dẫn đến chết hàng loạt. Trải qua cơn mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích rau ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngập trong nước. Vườn rau 4.000 m2 của gia đình ông Trần Công Khanh sắp đến ngày thu hoạch cũng chìm trong nước. Ước tính khoảng 6 tấn rau vụ này bị hư hỏng. Vì thời tiết nó mưa nhiều quá nên là rau chúng nó dập hết rồi. Vì những điều kiện đó cho nên là gia đình cũng tạo điều kiện, tức là tát làm sao để cho nó kịp thời, cho rau nó ngóc lên. Thiệt hại cũng tương đối lớn đó. Mưa lớn cũng làm ngập vườn rau của gia đình ông Nguyễn Giang Thuyên. Dù đã tích cực tháo nước nhưng gần 4 tấn rau tía tô và mồng tơi của gia đình ông vẫn bị thiệt hại. Thiệt hại nhiều lắm. Nó ngập coi là nhìn như biển, chủ yếu là thối nhiều. Không chỉ rau màu, những người nuôi tôm ở huyện Long Điền cũng đang lo lắng trước diễn biến thời tiết phức tạp. Thì mình nuôi tôm hay nuôi cua gì á, mà nếu mà mưa mà nhiều quá thì nó sẽ nhiễm, nó sẽ chết. Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày mai, lượng mưa tại Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tăng. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động phòng ngừa ứng phó. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tổ chức hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là rau màu, thủy sản nuôi. Các ngành chức năng tăng cường bảo vệ các công trình hồ đập để tránh thiệt hại do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của bão số 4 thì việc đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Ghi nhận tại xã đảo Tam Hải ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người dân ở các khu vực có khả năng ngập đã được đưa đến nơi ở an toàn trong đất liền. Cụ thể là có trong khi đó, tại Đà Nẵng, nhiều du khách đã bị kẹt lại thành phố này do ảnh hưởng của bão. Chia sẻ khó khăn, nhiều nhà hàng khách sạn đã sẵn sàng mở cửa cho người dân và du khách tránh trú bão. Hành động này hết sức ý nghĩa, giúp mọi người an tâm và ấm lòng hơn khi tránh bão. Thưa quý vị, cảnh giác và chủ động phòng ngừa là giải pháp hiệu quả nhất để không trở thành nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản, nhất là khi các đối tượng cướp giật đang trở nên liều lĩnh hơn, như các tình huống ngay sau đây trong camera 24 giờ. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, thời gian gần đây tình trạng cướp giật dây chuyền có dấu hiệu gia tăng. Không chỉ là phụ nữ mà ngay cả nam giới cũng bị các đối tượng cướp nhắm đến. Và không ít trường hợp người tham gia giao thông trên đường bị giật dây chuyền dẫn đến tai nạn thương tâm. Và những vụ việc được camera ghi lại sau đây một lần nữa cảnh báo với tất cả mọi người cần chú ý bảo vệ tài sản của chính mình. Thưa quý vị, đang ngồi trên xe nói chuyện thì người phụ nữ bị cướp giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của mình, khiến nạn nhân té ngã. Vụ việc xảy ra tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Theo camera an ninh nhà dân ghi lại, phát hiện người phụ nữ ngồi sau xe Vision có đeo dây chuyền và mải mê nói chuyện với một người phụ nữ trước tiệm tạp hóa. Nam thanh niên đi xe Exciter chạy xe áp sát, giơ tay giật sợi dây chuyền của nạn nhân. Cú giật làm người phụ nữ té ngã ra đường, khá nguy hiểm. Tên cướp nhanh chóng tẩu thoát sau đó. Thấy cô gái có đeo dây chuyền, hai đối tượng đã liều lĩnh áp sát, giật dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc xảy ra ở Bến Sắn, Phước Thiền, Nhân Trạch, Đồng Nai. Theo đó, hai đối tượng chạy xe máy phát hiện người phụ nữ đứng trước nhà có đeo sợi dây chuyền nên chạy xe máy áp sát. Tên ngồi sau nhảy xuống liều lĩnh giật sợi dây chuyền rồi leo xe đồng bọn bỏ chạy. Nạn nhân cùng mọi người cố đuổi theo nhưng không kịp. Tiếp theo chương trình là vụ việc xảy ra tại khu vực đường sông Hành, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn clip camera hành trình tài xế ghi lại, lúc này một cô gái đang điều khiển xe trên đường. Bất ngờ, hai đối tượng chạy xe Exciter từ sau chạy lên, áp sát giật dây chuyền của cô gái, sau đó tăng ga bỏ chạy. Trên đường lúc này đông người, nhưng do tình huống quá nhanh nên không ai hỗ trợ được. Đây là bài học cảnh giác cho nhiều người, cần cẩn trọng bảo quản tài sản khi đi ngoài đường. Hai thanh niên áp sát giật sợi dây chuyền khiến nạn nhân té ngã ra đường giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Vụ việc xảy ra tại Minh Hưng, Trân Thành, Bình Phước. Toàn bộ hành vi đã được camera an ninh ghi hình lại. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy trên đường thì bất ngờ bị hai đối tượng nam từ sau chạy áp sát. Tên ngồi sau giơ tay giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Cú giật làm cho người phụ nữ trên té ngã xuống đường. Tình huống diễn ra khá nhanh nên mọi người xung quanh không kịp ứng cứu. May mắn tài sản không bị mất nhưng nạn nhân bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Ngay sau đây cũng là một đoạn clip ghi lại vụ cướp dây chuyền táo tợn xảy ra khi nạn nhân đang chạy xe máy trên đường. Diễn biến vụ việc xảy ra vào buổi tối tại đường Võ Văn Hát, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn clip do camera nhà dân ghi lại, một người đang chạy xe máy trên đường thì từ sau hai đối tượng nam chạy lên áp sát để tên ngồi sau giật sợi dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân rồi tẩu thoát. Tình huống bất ngờ khiến nạn nhân và mọi người xung quanh không kịp trở tay. May mắn hơn, nạn nhân đi chậm kịp phanh xe lại nên không có tai nạn xảy ra. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Một đối tượng bị phạt 7,5 triệu đồng vì rao bán dự án không có thật. Vẫn còn tình trạng xuyệt điện đánh bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở thành phố Hồ Chí Minh. Sản lượng quýt hồng Tết ở Đồng Tháp có thể đạt 8.000 tấn. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Một vụ va chạm giữa xe máy và ô tô bán tải vừa xảy ra trên đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho người đàn ông bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 51D22700 lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt hướng ra quốc lộ 1. Khi gần đến khu vực chân cầu Nước Lên ở quận Bình Tân, tài xế chuyển làn để chuẩn bị lên cầu. Lúc này, người đàn ông trung niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59K2-49931 lưu thông cùng chiều phía sau chạy đến, tông vào đuôi ô tô bán tải. Sau va chạm, người đi xe máy ngã xuống đường, trượt một đoạn dài. Nạn nhân bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ va chạm. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, rao bán đất nền ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khi tổ chức gặp gỡ, những khách hàng có nhu cầu lại chèo kéo họ mua dự án khác ở Bình Dương. Và càng đáng nói khi mà cả hai dự án này đều là dự án ma. Và với hành vi này, một đối tượng vừa bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt. Theo cơ quan công an, trang Facebook Đất Nền quận 10 đăng tải bài viết rao bán dự án đất nền tại góc ngã tư đường Thành Thái, Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, có kèm thông tin dự án. Tuy nhiên, tại vị trí khu đất này chưa có pháp lý để triển khai dự án như bài viết thông tin. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định người sử dụng trang Facebook trên là LTN. Khi giới thiệu dự án đất nền nói trên, N đã đưa hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, pháp lý dự án, bản đồ quy hoạch phân lô cho khách hàng xem và khẳng định đây là dự án có thật, được chủ đầu tư ủy quyền cho công ty của N để bán. Thông qua trang Facebook, N đã thu hút một lượng khách hàng rất lớn và sau đó bố trí buổi gặp gỡ khách hàng để giới thiệu dự án trên. Tại đây, sau khi sơ lược về dự án tại quận 10, thì nhóm của N lại giới thiệu một dự án khác ở xã Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, theo xác minh từ chính quyền địa phương, thì dự án này cũng chưa được triển khai. Với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, Công an quận 10 đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với LTN và buộc cam kết không tái phạm. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với các bị cáo Hồ Văn Hiếu, sinh năm 1985, Nguyễn Giang Nhân, sinh năm 1984 và Nguyễn Trí Hải, sinh năm 1999, cùng trú tại xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1 năm 2022, tại xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Hiếu, Nguyễn Giang Nhân và Nguyễn Trí Hải đang tổ chức cho 8 người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Phát hiện tổ công tác, nhóm người này bỏ chạy qua biên giới, tuy nhiên có 3 người nước ngoài đã bị giữ lại. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và mời Hiếu, Nhân, Hải về trụ sở làm việc. Tại đây, cả 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng cho biết, Hiếu được một người tên là Cuối, sống ở Campuchia, điện thoại yêu cầu đưa 8 người nước ngoài xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, với tiền công là 5 triệu đồng. Hiếu đồng ý và rủ Nhân, Hải tham gia. Trước đó, Hiếu và Nhân cũng đã đưa trót lọt 4 người nước ngoài sang Campuchia theo yêu cầu của Cuối. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Văn Hiếu 7 năm tù, Nguyễn Văn Nhân 6 năm tù và Nguyễn Chí Hải 5 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ Nguyễn Phương Đại, sinh năm 1980, ngụ xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, là nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 9 vừa qua tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Phương Đại khai nhận, trưa ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại xã Đại chạy xe máy đến nhà của chị HTM, sinh năm 1990, ngụ tại xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để đòi số tiền 20 triệu đồng do chị M mượn trước đó. Tuy nhiên, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn và Đại đã ra tay sát hại chị M. Sau khi gây án, Đại đã bỏ trốn. Xác định Nguyễn Phương Đại là nghi phạm trong vụ án, lực lượng công an tổ chức truy bắt. Đến chiều qua, Đại đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, dù kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều bản ghi là cấm đánh bắt cá dưới mọi hình thức như thế này, thế nhưng nhóm người xuyệt điện đánh bắt cá vẫn hoạt động. Thời điểm buổi tối, có 2 người đàn ông đi trên 2 chiếc vỏ lãi trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Đến khu vực gần cầu số 2, quận Tân Bình, hai chiếc giỏ lải trên dừng lại ở chân cầu, chuẩn bị đồ nghề để chích cá. Hai người trên hướng về cầu số 9 liên tục dùng vật chích điện. Trước đó, nhóm người trên 3 chiếc xuồng nhỏ có sẵn đồ nghề chích điện ở khu vực rạch Xuyên Tâm, huyện Bình Thạnh. Dần về tối, họ rẽ ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chích điện dọc theo hai bên bờ kênh, hướng từ quận Nhất ra sông Sài Gòn. Trên bờ có bảng cấm đánh bắt cá dưới mọi hình thức, nhưng dưới kênh cá vẫn bị suyệt điện đánh bắt. Người dân rất mong có biện pháp xử lý triệt để nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên dòng kênh. Thưa quý vị, thời điểm này thì nhiều nhà vườn ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp đang tích cực chăm sóc quýt hồng, chuẩn bị phục vụ thị trường. Tình hình sản xuất ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan so với những năm trước. Tổng diện tích quýt hồng Lai Dung đang cho trái hiện nay là hơn 200 ha. Tình trạng sinh trưởng tốt, ước tính tổng sản lượng đạt khoảng 7.000 đến 8.000 tấn. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, từ đây đến khi thu hoạch ít xảy ra dịch bệnh, thì sản lượng thu hoạch có thể cao hơn gấp khoảng 3 lần so với năm trước. Nguyên nhân do hầu hết các hộ trồng tích cực tham gia đề án bảo tồn quýt hồng Lai Dung. Do cái đề án khôi phục cái bảo tồn cái quýt hồng của huyện Lai Dung thì cái quy trình này là cái quy trình là cân đối cái dinh dưỡng phân rồi bón thêm cái hữu cơ, thì cái hữu cơ nó từ cái chỗ mà bón phân hữu cơ rồi cân đối cái phân hóa học thì cái cây nó sinh trưởng tốt hơn, cho cái năng suất sản lượng tốt hơn, nhưng mà cái dịch bệnh thế nên là lại ít hơn. Tất cả các loại bệnh đều nhẹ hơn, nên từ đó cái chi phí nó giảm, mà theo cái đánh giá hồi năm ngoái thì bà con nói là giảm gần phân nửa, thì tôi đánh giá năm nay thì cũng vậy. Hiện các nhà vườn đang tích cực chăm sóc vườn quýt, hứa hẹn mùa quýt hồng Tết năm nay sẽ có sản lượng và chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, an toàn. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp lại Thanh Vy để cập nhật những thông tin đáng quan tâm trên các báo vừa phát hành sáng ngày hôm nay. Dân xin mời Thanh Vy. Cảm ơn chị Ngọc và anh Nguyễn Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, các báo sáng nay có nhiều bài viết về công tác ứng phó và cập nhật thiệt hại do bão gây ra ở các tỉnh miền Trung. Trong đó, trên trang nhất báo Thanh niên đăng bài "Bão dữ Noru đổ bộ miền Trung". Tác giả cho biết, khuya qua ngày 27 tháng 9, bão Noru đã đổ bộ uy hiếp miền Trung. Dự kiến bão kéo dài đến trưa nay và suy yếu dần với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, tức là 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Khoảng 15 giờ chiều qua ngày 27 tháng 9, lốc xoáy xảy ra tại địa bàn khối phố 3, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, khiến chợ Cửa Việt bị tốc mái, 2 nhà dân bị sập hoàn toàn, 300 ngôi nhà và hàng quán bị tốc mái, 4 người bị thương phải chuyển cấp cứu. Chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Giang Thành kiểm tra tình hình ứng phó bão tại Quảng Trị và đến thăm động viên các hộ dân. Dẫn lời chuyên gia, báo Thanh niên cảnh báo, ngoài cường độ rất mạnh thì một đặc điểm cần phải cảnh giác sau bão Noru là mưa lớn. Dự báo từ đêm 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, vùng có mưa lớn nhất là các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, với lượng mưa phổ biến là từ 250 đến 350 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Sau đó sang ngày 28 tháng 9, vùng mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão Noru tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Trên trang kinh tế, báo Thanh niên hôm nay đăng bài với nhan đề "Bột giặt nước ngoài thống lĩnh thị trường Việt Nam". Tác giả cho biết thị trường bột giặt, sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình, có giá trị hơn 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm của Việt Nam, gần như nằm trọn trong tay các doanh nghiệp nước ngoài. Phóng viên thực hiện khảo sát nhanh với 35 bà nội trợ tại khu vực các quận Nhất, Ba và Phú Nhuận, cho thấy gần 90% mua nước giặt Omo của Unilever. Tờ báo này số phát hành hôm nay còn có những thông tin đáng quan tâm khác, như là vàng trong nước ngày 27 tháng 9 bất ngờ giảm giá mạnh sau nhiều ngày cầm cự ở mức 66 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC ngày hôm qua giảm mạnh 800.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào còn 64,6 triệu đồng một lượng, bán ra 65,6 triệu đồng một lượng. Dù vậy, vàng miếng vẫn đang đắt hơn vàng thế giới gần 19 triệu đồng một lượng. Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 24 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 3.800 ca mắc sốt xuất huyết, 5 ca tử vong, số ca mắc tăng 1,8 lần so với số ca mắc trung bình 5 năm gần đây, tăng khoảng 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Và đáng chú ý, tuần gần đây số ca mắc có dấu hiệu tăng nhanh ở mức gần 800 ca một tuần. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận Tân Phú triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Thạch, 28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai cầm đầu. Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong nước. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm này lừa đảo hơn 600 người với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chúng ta cùng chuyển sang báo Tuổi Trẻ. Che chở nhau đi qua siêu bão là bài đăng trên trang nhất của báo. Bài báo viết về các hoạt động giúp nhau của người dân miền Trung trước cơn bão lớn. Người có nhà kiên cố, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng mở rộng cửa để đón bà con chòm xóm vào tránh bão. Từ đó, những nơi tránh trú bão như là trường học, trụ sở ủy ban cũng bớt áp lực về việc chăm lo cho bà con đi qua cơn bão an lành hơn. Trên trang Sống Khỏe, báo Tuổi Trẻ hôm nay đăng bài phản ánh tình trạng gia tăng người trẻ bị suy giảm nhận thức. Suy giảm nhận thức thường gọi là chứng hay quên ở người trẻ, có xu hướng gia tăng sau dịch Covid-19. Bệnh nhân đến khám than phiền với bác sĩ rằng mình hay quên, giảm tập trung, làm giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng nhiều đến kết quả công việc, học tập. Thế nhưng thời buổi công nghệ số, bận rộn, stress, ăn uống không hợp lý, lười vận động là những nguyên nhân ít ai ngờ đến, có khả năng làm suy giảm nhận thức ở người trẻ. Đưa nhau ra tòa vì tờ vé số trúng độc đắc. Bài báo viết về việc hy hữu xảy ra tại một xưởng sản xuất đồ gỗ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Người chủ mua vé số rồi cho công nhân một tờ và nói nếu trúng giải thì chia toàn bộ cho công nhân trong xưởng. May mắn tờ vé số trúng giải độc đắc với giá trị giải thưởng chưa trừ thuế thu nhập cá nhân là 2 tỷ đồng. Rắc rối bắt đầu xảy ra từ đây khi ông chủ xưởng gỗ lấy lại tờ vé số và đi lãnh giải, nhưng sau đó không chia cho các công nhân như đã nói. Thế là cả chủ và thợ phải đưa nhau ra tòa. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.